Chào các bạn nha. Hôm nay đến với kênh Phúc Vlog nha. Hôm nay hai cha con mình đi ăn ở ở Định Ba các bạn ơi. Nằm ở khu Phú Mỹ Hưng. Đây mình đi review ngay trong cái góc ngã tư là đường từ Nguyễn Như Vinh vô chút xíu rồi các bạn ơi. Đây phở Định Ba. Đây là nằm ở khu Phú Mỹ Hưng các bạn. Mình nghe nói phở ở đây ngon lắm, mình ăn thử. Bán buổi sáng bán đắt luôn nha các bạn. Bên góc bên trước ở trước rồi ngồi đông lắm. Mình ở hàng xe bên hông mình ngồi cho nó vắng bớt chút. Ở trước ngồi đông các bạn ơi. Rồi mình có thể theo đó các bạn ơi. Mời các bạn ăn phở nha. Ăn phở cùng hai cha con mình nha. Hôm nay mình có dịp đi Thủ Đức, mình ghé đây ăn phở các bạn ơi, ở đây rất ngon các bạn ơi. Đây có dịp đi góc ngã tư, đường Nguyễn Văn Linh chút xíu thôi. Các bạn ở tỉnh Định Ba. Hôm nay mình đi ngang đây mình thấy cái quán cà phê mới mở. Mình ghé đây uống thử các bạn ơi. Thử coi cà phê có ngon không. Mình đi vàng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Mình ghé đây uống cà phê thấy quán mới mở. Mình vào uống.
thử coi có ngon không. Đây mình review cái quán này cho các bạn xem nha. Quán này nằm ở Vĩ An, Vĩ An Bình Dương nha các bạn, nhưng mà nằm sát quận 9, sát quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, thuộc về gần gần sát với Thủ Đức các bạn ơi. Đây vị cà phê đá quen thuộc, mình hay uống, thích uống cà phê đá lắm các bạn ơi. Còn đây bên đây là cha mình uống ly cà phê sữa đá, ly cà phê sữa đá. Quán này mới mở các bạn ơi, mấy em sinh viên đi học sẵn làm bài luôn, ghé quán uống làm bài luôn nè các bạn ơi. Mời các bạn uống cà phê nha, mời cả nhà uống cà phê đá với Phúc nha. Phê đây rất ngon các bạn ơi, mình mới nếm thử miếng này rất ngon. Mời cả nhà uống cà phê nha, đi cà phê đá.
Rồi, video tới đây đã dài rồi. Các bạn xem kênh mình nhớ nhấn vào cái chuông nha, nhớ đăng ký kênh nha để ủng hộ Phúc Vlog nha. Và nhớ like, subscribe kênh để ủng hộ tinh thần mình nha. Máy bay cả nhà nha. Chào các bạn nha. Hẹn gặp lại Vlog sau.